để đàn về thăm viếng tiếp theo. Ban tang lễ và gia đình xin trân trọng kính mời gia đình chị Thủy Hề và em Tuấn Tú nhận được tin người em người anh của mình về theo tiên tổ. Giờ này đoàn về đặt lễ tóc tần nhang và lại lời chia buồn cùng gia đình tang quyên. Ban tang lễ và gia đình xin trân trọng kính mời tía hoa quả giờ này dâng lên đầu tang quyên mà nhờ chống kèn dẫn đến tang mông. Nghe người kể lại ba sinh thuộc nào. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể các vị thân hữu. Kính thưa hương hồn anh Tô Văn Nương, qua một thời gian anh lâm bệnh hiểm nghèo, được sự chăm sóc tận tình của anh chị em vợ con trong gia đình, nhưng vì bệnh nặng anh không qua khỏi. Nay anh đã về hầu tế tổ, được tin anh chị Thủy Kia hai em Tuấn Tú con nén nhang thơm trước mong linh hồn anh vô cùng thương tiếc đến thắp nén nhang chia buồn cùng với toàn thể gia quyến, chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng với gia đình. Chúng em, chị em, chúng em không biết nói gì hơn, xin để một phút mặc niệm chúc anh an giấc ngả thu. Phút mặc niệm bắt đầu. Nhan xong, kính nhân bài công các bà đi vào trong nhà thăm mặt ông Đỗ Văn Lương lần cuối cùng, sau đó trở ra ngoài bàn sơ nước và để san sẻ bớt nỗi buồn đau với gia đình tang quyên và đang lại với gia đình buổi chiều ngày hôm nay, xây lưng cơm đạm bạc để cho gia đình tang quyên có đôi đời cảm tạ. Và đến 1 giờ chiều ngày mai, kính nhân bài công các bà trở lại gia tăng sơ nước sơ dầu và để tiến đưa vong linh hồn ông Đỗ Văn Lương về nơi an nghỉ cuối cùng, thay lời cho gia đình tang quyên.